mẹ con mới đi học về. Mau rửa mặt đi rồi vô ăn cơm. Mẹ ơi, cho con đi chơi chút nha. Hả? Wow, con nghĩ chị ấy có thể tham dự Thế vận hội Olympic đó mẹ. Tốc độ phóng ra khỏi nhà còn nhanh hơn hôm qua 2 giây luôn. Còn với cái, mình đã nói với nó biết bao nhiêu lần là phải làm bài tập về nhà xong rồi mới được đi chơi, vậy mà không lần nào nó nghe lời mình hết. Bài kiểm tra hả? Sao điểm thấp quá trời vậy? Sao mà kỳ quá vậy ta? Hôm nay mấy bạn đi đâu hết trơn rồi không biết nữa. Mình vừa phải trốn rồi còn phải đi tìm một mình, thiệt là mất thời gian quá đi. Dạ đói bụng quá. Mẹ ơi, mẹ con có thể ăn cơm chưa? Ủa, hai đứa ngồi đó làm gì vậy? Dạ đu, con chơi như vậy đã đủ chưa? Mẹ ơi, làm sao mà đủ được? Đi chơi không bao giờ đủ. Con gái của mẹ có thể đi chơi mỗi ngày luôn cũng được. Ủa nhưng mà tại sao mẹ lại hỏi cái này? À, chị biết rồi nha. Là hai đứa có đúng không? Tại sao hai đứa cứ luôn làm cho mẹ buồn vậy chứ? Đây là bài kiểm tra hôm nay của con mà. Thì ra mẹ bật gì chuyện này hả? Không sao đâu mẹ ơi, chuyện nhỏ thôi mà. Do con không thuộc bài cửu chương 6 nên mới như vậy thôi. Lần này con sẽ cố hơn. Con còn dám nói đây là chuyện nhỏ nữa hả? Bài cửu chương 6 thật sự rất khó mà. Nếu con làm được điểm cao thì mẹ có thể cho con đã lên tới lớp 3 mà phép nhân còn không thuộc thì còn làm được trò trống gì nữa hả? Bây giờ tôi phải làm sao đây? Mẹ cha đu à, chị đừng lo lắng quá mà. Suốt thời gian qua tôi đã quá bận rộn, không thể quan tâm nhiều đến chuyện học hành của mấy đứa. Chị có thể bắt đầu quan tâm từ bây giờ mà. Con bé chỉ mới học lớp 3 thôi. Dạ con chào bác. Mẹ ơi, con đi học thêm nha mẹ. Đi đi, học chăm chỉ nha con. Dạ. Minh Chi còn đi học thêm nữa hả? Tất nhiên rồi, bây giờ mấy đứa nhỏ đều như vậy hết mà chị. Anh không đồng ý. Được rồi, được rồi, được rồi. Cha Đu mới học tới lớp 3. Con bé đang trong tuổi ăn, tuổi chơi và cần phải có thời gian với bạn bè nữa, có đúng không? Nhưng mình làm như vậy thì con bé nó lại càng lúc càng ham chơi. Biết là vậy nhưng mà mình cũng nên xem lại chuyện này. Hả? Bà xã con nè. Em không có giỡn mặt với anh đâu nha. Hãy nhìn mấy đứa nhỏ hàng xóm kìa. Có đứa nào mà không đi học phụ đạo chứ? Không học thêm cũng được, nhưng nếu cha đu bị tụt lại thì sao? Rồi tương lai sau này của con nó vẫn tiếp tục tụt lại phía sau người ta thì sao? Ê, thiệt là em bỏ suy nghĩ đó đi mà. Con bé sẽ không bao giờ bị tụt lại đâu. Anh có cho nó đi học hay không thì nói. Được rồi, học thì học. Minh Chi à, con coi chừng cha đu giùm bác nha. Mẹ làm quá không? Con có phải là con nít đâu. Dạ, con sẽ canh chừng cha đu. Thưa bác, tụi con đi học. Trời cha đu, con phải học hành cho đàng hoàng đó. Mình cứ tưởng bạn gái học thêm lắm chứ cha đu à. Nhưng nhìn bạn phấn khích như vậy mình thấy yên tâm. Tại sao mình phải ghét học thêm chứ? Mình đang rất mong chờ đây. Tới lớp mình có thể quen được nhiều bạn mới, vui biết bao. Thật không? Nghe bạn nói vậy mình vui lắm. Nhưng mà ở đó có bao nhiêu người bạn vậy? Tính cả bạn nữa thì có tất cả 5 người. 5 hả? Sao số lẻ vậy? Nếu muốn chia nhóm thì làm sao mà chia đây? À đúng rồi ha, vẫn còn thầy giáo mà. Thật là tuyệt vời. Chắc chắn là các buổi học sắp tới sẽ rất là vui đây. Minh Chi ơi, gặp bạn ở lớp học thêm nha. Em là cha đu phải không? Hãy cùng các bạn học hành thật chăm chỉ được chứ? Dạ được. Nhưng mà thầy ơi, sao em nhìn thấy thầy quen quen? Ở cái gì? Em nói thật chứ. Thầy có khuôn mặt quen như vậy hay sao? Em thấy rồi. Ồ. Là ở đây nè thầy. Khuôn mặt của thầy nhìn giống y chang con mực biển ở trong sách sinh học luôn. Cha đu à. Các bạn ơi, kể từ bây giờ
bây giờ chúng ta gọi thầy là thầy mực biển đi, đồng ý không? Ừ, ba, công nhận bạn ấy gan thiệt chứ, đúng không? Bạn ấy luôn là vậy á thầy. Được rồi, cha đu, em hãy ngồi kế bên Minh Chi đi. Thầy, thầy, trước khi bắt đầu buổi học phụ đạo, chúng ta có thể duỗi người nhẹ nhẹ để có thể tập trung học tốt, có được không thầy? Sao lại không được chứ? Các em hãy duỗi người nhẹ nhẹ để lát nữa tập trung hơn nha. Ơi, thầy thấy cái này không có nhẹ tí nào hết cha đu ơi. Thầy ơi, em tới đây. Trời ơi, cái lưng của tôi. Cái lưng của tôi. Chúng ta đã duỗi người xong rồi, bây giờ hãy bắt đầu buổi học ngày hôm nay thôi. Dạ, thưa thầy Mực Biển. Rồi, các em hãy mở trang 52 của sách bài tập đi. Ủa, nhưng mà thầy ơi, ở trường tụi em vẫn chưa học tới bài đó đâu. Trong các tiết học phụ đạo, chúng ta sẽ học những thứ chưa được học ở trường. Đây là trang bị kiến thức. Nhưng mà nếu như bây giờ em học trước kiến thức như vậy, thì khi lên trường sẽ không có gì vui nữa. Cha đu nói đúng đó thầy. Thiệt tình là em cũng nghĩ vậy á. Đó là lý do tại sao khi lên lớp mình không thể tập trung nữa. Trước khi học thêm thì bạn cũng có tập trung được đâu. Không phải như vậy. Nếu các em học trước thì khi lên lớp các em sẽ hiểu bài nhanh hơn, từ đó nắm vững kiến thức hơn. Mình nghĩ thầy nói đúng. Có thể không? Bây giờ thầy và các em cùng giải đề nha. Thầy ơi thầy, cho em hỏi. Ê, lại kỳ gì nữa. Dạ thưa mẹ, con về nhà rồi. Về rồi hả? Lớp học thêm của con thế nào rồi? Mẹ ơi, học thêm vui lắm luôn đó mẹ. Thầy giáo là một người thật sự rất tuyệt vời. Con mong mau tới buổi học ngày mai quá. Hơi thiệt là, nếu biết con bé vui tới như vậy thì mình đã cho con bé đi học sớm rồi. Trong trường hợp này, chúng ta phải tính phép tính trong ngoặc trước, sau đó tính phép chia, và khi chia ra đáp án sẽ là... Là 3! Rất chính xác, đáp án là 3. Thấy chưa, mình đã làm đúng rồi nè. Cái gì? Thật chứ, sao nhanh quá vậy? Cha đủ à. Hãy làm cho em một tô mì được không? Em mà khoan đã, em có thể tự nấu mì được mà. Có ai muốn ăn nữa không? Có ăn nữa. Nè, mấy đứa ơi. Nè, trước tiên chúng ta phải nấu nước dùng trước. Không phải đâu, mình nhớ là nước dùng phải nấu cuối cùng. Phải nấu không trước phải mới đúng. Nước dùng mình nấu nấu như vậy đó. Tao bị mình cũng nấu giống như vậy mà luôn, nên chắc chắn không sai. Trời được đâu. Tại nấu sai rồi nó bị vậy đó. Cho mày vô ra đi. Mày ơi, nhà bếp cháy rồi, phải làm sao đây? Có chuyện gì mà các em ồn ào quá vậy? Trời ơi, bếp của tôi. Thầy không sao chứ? Thật sự tôi nghĩ là lớp học của tôi không thích hợp với em Trà Đu. Dạ? Không lẽ lúc ở trên lớp con bé thật sự chỉ lo đùa giỡn mà không tập trung học thật hả thầy? Tôi thấy con bé rất hào hứng khi đi học nên tôi không nghĩ là nó lại làm như vậy. Tôi xin lỗi thầy nhiều nha. Không, không phải đâu chị. Đó không phải là ý của tôi muốn nói. Cái gì? Vậy ý thầy... Cha Đu nói, nếu là em ấy học trước các bài học thì giờ lên lớp sẽ rất nhàm chán. Em ấy nói rất đúng. Hôm đó khi nói ra vấn đề này, tôi hoàn toàn không thể phản bác lại được. Đó là điều tất yếu khi học thêm. Vì biết trước nên lên lớp các em sẽ rất lo ra. Cho nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Cha Đu học mọi thứ ở trên lớp. Em ấy sẽ thấy thú vị và vui vẻ khi tìm hiểu cái mới.
Nghe thầy nói vậy tôi thật sự biết ơn thầy nhiều lắm. Cha Đu đã nói với tôi là nó rất thích các tiết học của thầy. Giờ tôi đã hiểu lý do rồi. Hả? Cha Đu nói vậy hả? Mình có thể sống yên ổn rồi. Mẹ ơi, con có thể tiếp tục đi học thêm nữa được không? Không cần đi học thêm nữa, từ giờ con được tự do. Nếu con có thích làm cái gì thì con cứ làm cái đó đi. Dạ con biết rồi, vậy con ra ngoài chơi đây. Ta-da! Ôi trời đất ơi, phép lạ gì đang xảy ra vậy nè? Đây thật sự là bài kiểm tra của con đúng không hả? Thì con đã nói rồi mà, tại con không thuộc bản cửu chương nên mới điểm thấp thôi chứ bộ. Vậy bây giờ con đã thuộc rồi có đúng không? Dạ tất nhiên. Sao lại xiên vậy? Ba nói nếu như con làm bài tốt, ba sẽ mua cho con một bộ đồng phục đá bóng của đội bóng mà con thích. Ba con đã nói như vậy sao? Ba mới nói xong là con học bài liền luôn. Bà xã ơi, bài kiểm tra toán của cha đưa đạt điểm số tối đa rồi, anh có thể lấy lại phụ cấp phải không? Ôi trời ơi, muốn lấy gì thì lấy đi. Thì ra đây chính là cuốn nhật ký của mẹ. Thì hay lắm, để xem mẹ viết những gì đây. Được rồi, các em hãy mau nộp nhật ký của mình cho cô. Cha Đu à, bạn làm xong nhật ký chưa? À, lẽ đương nhiên, mình phải làm xong từ lâu rồi. Thật vậy sao? Cha Đu đã hoàn thành nhật ký về nhà của mình đúng hạn thật sao? Ngày 10 tháng 8, mẹ của mình đã bị bệnh. Mình thật sự đã rất sợ hãi vì lo lắng cho sức khỏe của mẹ. Mình đã dồn hết sức mạnh để cố gắng giúp đỡ mẹ một tay. Bởi vì đó chính là điều duy nhất mà mình có thể làm được cho mẹ. Ngày 12 tháng 8, bàn tay của mình đã bị thương rất nhiều chỗ vì phải rửa chén giúp cho mẹ mỗi ngày. Mình muốn đi bác sĩ lắm nhưng mà không thể được vì gia đình của mình không có đủ khả năng để trả tiền cho bác sĩ. Ngày 14 tháng 8, bởi vì phải giặt đồ cho nên mình đã bị bệnh chàm của các bà nội trợ. Mình đã nghĩ da của mình có lẽ không thể nào chịu đựng được nữa. Mình có cảm giác tay của mình không thể cầm được bất cứ thứ gì. Cha Đu ơi, con không thể nào đọc tiếp nhật ký của em. Con không thể tin được mình đã không hề ai biết chuyện này. Con đúng là một giáo viên hơi hờ quá. Nè, cậu đang làm cái kiểu gì vậy hả? Không thể quét mạnh lên được hay sao? Mẹ mình nói là sẽ không tốt cho việc phát triển của một đứa trẻ khi phải làm những việc dùng quá sức như vậy đó. Nhưng mà việc quét dọn đâu có nặng nhọc gì đâu. Thôi để mình làm cho đi. Chơi cha đâu em? Dạ, thưa cô, chuyện này chỉ là... Dạ em xin lỗi, do lớp mình đã có tiết thực hành vào hôm nay cho nên phòng có quá nhiều bụi. Mà thôi không sao, cô đến không phải là để la em. Nhưng mà dù sao em không nên ở đây vào lúc này. Em cứ việc về nhà đi, còn chuyện vệ sinh để cho mấy bạn làm. Thưa cô, thiệt như vậy hả? Mình về nha các bạn, nhớ vệ sinh cho sạch sẽ đó. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cô giáo chỉ cho một mình Cha Đu về sớm chứ? Cắt lớp vệ sinh xong chưa? Nè Cha Đu à. Dạ có chuyện gì ạ? Đáng lẽ em nên nhờ các bạn giúp em làm những việc nặng nhọc như vậy chứ. Sao em lại không quan tâm tới bản thân của mình chút nào vậy? Dạ em cũng hiểu, nhưng mà cô cũng biết em rồi đó. Ngay cả các bạn trai ở trong lớp chúng ta cũng chưa chắc khỏe mạnh được bằng em. Không thể nào tin được là em ấy vẫn lạc quan trước mọi hoàn cảnh. Cha Đu, em làm gì vậy? Hồi nãy em đã đi lấy nước rồi, bây giờ sao còn phải đi lau bảng nữa chứ hả? Dạ,
Em làm bởi vì đó là nhiệm vụ trực nhật ngày hôm nay của em thưa cô. Ôi, cô không thể nào tin được. Tại sao các bạn lại không chịu giúp em? Cô đã từng nói rất nhiều lần với các em rồi. Để có thể trở thành một con người tốt, trước hết các em phải giúp đỡ bạn bè cùng lớp của mình, nhất là những bạn kém may mắn hơn. Cả lớp đã nghe rõ chưa? Chúng ta đã làm điều gì sai hay sao? Mình có bao giờ biết lý do bị la đâu. Những người bạn kém may mắn hơn hiện đang ở xung quanh chúng ta. Vì vậy nếu các em không chịu quan tâm giúp đỡ họ, cô nhất quyết sẽ không nhận các em là học sinh của mình nữa đâu. À, thiệt là tốt, mình không cần phải làm nhiều việc ở trường nữa rồi. Cô giáo chúng ta có vẻ quan tâm đến bạn nhiều quá ha. Trường của chúng ta có một sự thay đổi về việc hỗ trợ cho một học sinh có hoàn cảnh kém may mắn. Ban giám hiệu đã xét duyệt khoản tiền đó rồi. Ờ, như vậy là rất tốt. Đây thật sự đúng là một tin tốt. Đây là một việc nên làm. Em nghe đây Chadu, ban giám hiệu của nhà trường đã quyết định trao cho gia đình em một món quà, cho nên em cứ nhận, đừng có ngại gì nha. Cô ơi, có gì phải ngại đâu chứ. Em rất thích món quà đó, và em sẽ không nói cho bất kỳ ai biết đâu. Thật không ngờ em ấy lại vui mừng tới như vậy. Thật là tội nghiệp Shadow. Đây chính là một phần thưởng mà nhà trường dành cho em, bởi vì em là một học sinh rất gương mẫu. Em đã hiểu chưa? Dạ, em cảm ơn cô rất là nhiều. Nhưng mà em là một học sinh gương mẫu thiệt hả cô? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ. Cha đu con về rồi sao? Mẹ đang viết nhật ký, con đừng có làm phiền mẹ. Mẹ ơi, con được nhà trường trao phần thưởng đó. Trao phần thưởng gì, chuyện gì? Cô giáo nói vì con là một học sinh gương mẫu, và nhà trường đã trao cho con một phần gạo cùng với tiền. Cái gì hả? Cho gạo và cho tiền sao? Có phần thưởng như vậy luôn hả con? Con đã nói là con được nhận vì là một học sinh gương mẫu rồi mà. Như vậy là tốt rồi. Khi nào con được nhận thưởng vậy? Con nghĩ chắc là sẽ sớm thôi. Ủa? Nhưng mà cũng lạ thiệt ta. Shadu chưa từng làm bài tập về nhà đúng hạn, nhưng nhà trường vẫn cho nó là học sinh gương mẫu hay sao? Dạ. Sao vậy em? Em không thấy thoải mái khi cô đến thăm nhà em hôm nay hay sao? Dạ không có. Không phải là vậy đâu cô. Ý em không phải vậy. Thật ra chuyện này cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Sau buổi trưa hết giờ dạy, cô sẽ đến nhà của em. Cho nên em hãy cho cô địa chỉ đi được không? Dạ thưa cô, em cần đi vệ sinh ngay bây giờ ạ. Em ấy bị sao vậy? À, bạn chép nhật ký của mẹ để làm nhật ký của bạn hay sao? Đúng vậy đó, sắp tới hạn nộp nên mình không còn cách nào, cho nên đành phải làm như vậy. Giờ phải làm sao đây? Nếu cô giáo tới nhà mình thì chắc chắn cô sẽ biết tất cả mọi chuyện cho coi. Mình nghĩ tốt nhất là bạn nên nói hết sự thật với cô đi. Bạn nói gì vậy hả? Mình mới được điểm bài tập về nhà duy nhất của học kỳ này mà thôi đó. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu mình nói ra chứ? Mình phải làm sao đây? Mẹ ơi mẹ. Mẹ có chuyện gì cần con làm giúp không? Sao chứ? Con có nói thiệt không vậy con? Nếu thiệt như vậy thì con hãy vào đây giúp mẹ nhặt giá đi. Dạ con biết rồi. Con rửa chén giúp mẹ luôn nha. Hôm nay con bị sao vậy? Con chỉ muốn giúp mẹ thôi mà. Lần đầu mẹ mới thấy á. Mẹ ơi, mấy cái này có cần phải giặt luôn không mẹ? Mấy cái đó mẹ mới giặt phơi không thấy hả? Không được, con sẽ đem chúng đi giặt lại. Như vậy sẽ càng sạch sẽ hơn nữa. Thôi đi, con làm gì vậy? Con không thể nào giặt được đâu mà. Dạ, tôi ra liền nè. Dạ, cô chào mẹ Shadu. Ôi trời đất ơi, là cô giáo của Shadu. Cô tới nhà tôi có chuyện gì không? Shadu à, cô đã đến rồi đây. Dạ, em xin chào cô ạ. Mẹ ơi mẹ, mẹ tiếp cô giáo đi. Bây giờ con phải đi giặt đồ và rửa chén đây. Không biết là họ đang nói chuyện gì ở bên trong nữa. Sao lại im lặng vậy chứ? Sau khi đọc nhật ký của Shadu thì tôi mới biết được hoàn cảnh của gia đình chị. Nó đã làm cho tôi nhớ lại những ký ức tuổi thơ của bản thân. Dạ, thật như vậy sao cô? Tôi cũng sinh ra trong một hoàn cảnh như vậy. Giống như Shadu đây, tôi đã làm đủ mọi công việc ở trong nhà từ nhỏ cho đến lớn.
Ai làm những công việc nhà vậy cô? Cha đủ làm hả? Đọc nhật ký của cha đưa, tôi thấy giống như đang đọc lại nhật ký của bản thân. Vì vậy trong khi đọc tôi đã phải khóc rất nhiều. Vậy đây là nhật ký của mình mà. Sao con bé này vậy? Hồi còn nhỏ mẹ tôi cũng bệnh rất nặng, vì bà đã có một cuộc sống cực khổ. Chính vì vậy mà tôi... Thôi cô giáo ơi, xin cô đừng khóc. Mẹ và cô giáo đang nói chuyện gì với nhau vậy ta? Nè Choi-cha-du, sao con dám sao chép nhật ký của mẹ hả? Đã vậy em còn nói dối với cô Choi-cha-du à? Em đúng là một đứa bé hư hỏng. Mình không thể nào nghe được hai người nói chuyện gì hết. Trời ơi, nghe cảm thấy lo sợ quá. Cảm ơn chị, tôi xin phép về đây. Ôi trời, làm phiền cô giáo ghét quá. Tạm biệt cô giáo, cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Chadu à, cô về nha, hẹn gặp lại em ở trường ha. Dạ, em chào cô. Trên đường về nhà cô nhớ cẩn thận nha cô. Bây giờ em phải đi làm việc nhà tiếp đây ạ. Trời, Chadu, đứng lại đó. Con thực sự phải làm công việc nhà hay sao hả? Dạ, mẹ yêu của con. Mẹ của con bệnh rất nặng cho nên con rất là lo lắng. Và con phải làm hết tất cả những công việc ở trong nhà thật hả? Sao trước đây mẹ chưa hề thấy việc đó bao giờ vậy? Ôi trời ơi, mẹ yêu của con. Mẹ ơi mẹ, con thật sự xin lỗi mẹ. Con không bao giờ dám chép nhật ký của mẹ nữa đâu. Thôi được rồi, mẹ sẽ bỏ qua việc sao chép nhật ký của mẹ. Mẹ sẽ bỏ qua cho con có thiệt không? Có thể, nhưng mà... Để con không phải là một người nói dối khi đã viết ở trong cuốn nhật ký, thì con sẽ phải làm tất cả mọi việc ở trong nhà như những gì con đã viết. Và con cũng phải nên học được rằng cuộc sống thật sự của con sung sướng đến nhường nào. Mình sẽ phải nói gì với cô giáo khi gặp cô ngày mai đây? Tập của mình coi như đã hoàn thành rồi. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một thần tượng. Đó là chàng đông cha đẹp trai đến từ nhóm nhạc Super Junior. Wow. Xin chào đông cha, mẫu người con gái bạn thích sẽ như thế nào? Để nghĩ xem. Mỗi một người hâm mộ của tôi đều là sự lựa chọn của tôi. Nhưng mà... Nè, các cô gái đã làm xong bài tập về nhà chưa hả? Ôi mẹ ơi, đông cha đẹp trai đang nói chuyện hả? Cái gì? Đông cha đẹp trai hả? Các con thiệt là... Hồi lúc trước em cũng vậy thôi mà, em cũng đã từng trải qua rồi. Em còn nhớ khoảng thời gian khi có mấy chương trình của các ca sĩ nước ngoài nổi tiếng hay không vậy? Em cũng khóc lóc rồi la hét mà đúng không? Ủa vậy? Nhưng dù sao, Elvis của em đẹp trai nên xứng đáng được yêu mến mà. Nhưng mà tại sao Elvis của em lại chết trẻ như vậy chứ? Dạ, phần biểu diễn tiếp theo là của nhóm nhạc nữ After Round Wonder Lady Shockey của chúng ta. Em đã nghe thấy rồi chứ? Vì một vài lý do nên tôi đã bị cuốn hút bởi những cô gái đeo kính. Cái gì? Mắt kính hả? Dạ. Anh đông cha của tụi con rất thích những cô gái đeo mắt kính đó mẹ. Cái gì? Anh đông cha của các con sao? Dạ. Mẹ không thể nào tin được. Chỉ vì một ca sĩ nói như vậy mà các con lại muốn đeo kính hết hay sao? Mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi. Mau đứng lại đó.
sợ mẹ đánh đòn đâu. Nhưng em nghĩ là chúng ta không thể nào đeo kính được. Chúng ta nên bỏ cuộc đi. Không đời nào đâu. Chị xin thề trên những vết sưng này của chị nhất định là sẽ có được mắt kính. Hả? Jadu à, bạn muốn đeo mắt kính thiệt sao? Đúng vậy. Ê, nhưng tại sao vậy Jadu? Vì hiện giờ mắt của bạn vẫn rất tốt mà. Mình biết chứ, nhưng đó là lý do khiến mình phiền muộn. Jadu à, đừng phiền muộn về chuyện đó nữa. Bởi vì hiện tại bạn đang có thị lực rất tốt, cho nên không hiểu rằng đeo kính bất tiện như thế nào đâu. Hả? Cho mình thí dụ đi. Thật sự là có rất nhiều điều bất tiện. Điều đầu tiên là khi bạn ăn cái gì đó nóng như mì chẳng hạn, hay khi vào mùa đông, hoặc là bạn đến phòng tắm hơi, vì nhiệt độ thay đổi rất lớn nên kính của bạn sẽ bị bám xương. Rồi khi đi bơi, bạn cần phải có một loại kính bơi đặc biệt để có thể nhìn thấy. Và chẳng may khi bạn vô tình làm bể kính khi đang chơi đùa, thì ba mẹ bạn sẽ nổi điên lên vì phải mua cho bạn cặp kính mới. À, nhưng điều tồi tệ nhất chính là... Điều tồi tệ nhất? Khi bạn tháo kính ra. Hả? Đây là ai vậy? Gia đình và bạn bè sẽ không ai có thể nhận ra được bạn là ai. Mình nhớ có một lần gia đình mình đi vào một cái khách sạn rất nóng vào mùa xuân. Không thấy gì hết. Mọi người trong gia đình của mình tháo kính ra và... Thoải mái quá. Nhưng mà Sunmi nhà mình đã đi đâu mất tiêu rồi. Sunmi à? Dạ mẹ. Con ở đâu vậy? Sunmi. Mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Đó, vậy bây giờ các bạn có còn muốn đeo kính không? Nhưng mà dù sao không phải cũng còn có những mặt tích cực nữa sao? Nhìn bạn rất thông minh khi đeo kính, có đúng không? Đúng vậy, những người thông minh mà mình được biết, tất cả ai cũng đeo kính hết. Thí dụ như ai? Là chú bán gà vịt. Danji à, bạn hãy thử nghĩ kỹ đi, không còn gì nữa hay sao? Để mình nghĩ. Tụi mình cần phải bảo vệ đôi mắt khỏi bụi khi trời có gió. Thật vậy hả? Nếu mà như vậy thì đúng là tuyệt vời. Hay lắm, mình nhất định sẽ đeo kính. Đầu tiên, xem tivi thật nhiều và thật gần, tưởng là điều gì khó chứ. Điều này thật là quá dễ dàng. Sao? Tác dụng phụ, nếu như làm điều này bạn có thể trở nên ngu ngốc. Và bạn còn có thể nhận được một vết sưng ở trên đầu. Nhận một vết sưng ở trên đầu là sao? Ăn như vậy mắt của mình sẽ tệ hơn và mình sẽ trở nên ngu ngốc. Tại sao cô lại làm như vậy? Đúng là có vết sưng ở trên đầu thiệt nè. Vì vậy phải xem cách kế tiếp thôi. Cách thứ hai đó là phải đọc sách và đọc thật là nhiều. Nếu như đọc những cuốn sách mà bạn ghét thì sẽ rất là có hiệu quả. Thì ra là vậy hả? Đọc sách cả ngày và đêm, bất cứ khi nào bạn có thời gian. Nếu cứ như vậy sau 10 ngày thì mình sẽ được đeo kính. Cuối cùng cũng được 10 ngày rồi. Cái gì vậy? Mắt của mình vẫn không bị làm sao hết. Mình đã làm đúng theo chỉ dẫn mà. Như vậy là mình đã bị lừa rồi sao? Hả? Con về nhà rồi sao? Dạ thưa mẹ, bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, con sẽ đi chơi rất là nhiều đó. Hả? Thôi được rồi, con làm sao cũng được. Đi nè mẹ ơi. Đây là cái gì vậy? Là bài kiểm tra hôm nay của con cần mẹ ký tên vô. Ôi trời. Chưa đùa.
không thể tin được là chuyện này có thể xảy ra. Con nói đi, con thích cái gì, bất cứ thứ gì mẹ cũng sẽ mua cho con. Ôi con nhớ cưng của mẹ. Shadow à, nếu như tầm nhìn của con còn tốt thì không nên đeo kính đâu, có hiểu không? Mẹ ơi, chuyện đó con hiểu mà. Và rồi cuối cùng, với một điều nói dối nhỏ và kỹ năng hành động, đương nhiên là bạn sẽ có thể được quyền đeo kính. 5 B kính giải chữ B. Mẹ của con bị làm sao vậy? Mắt của con rất là tệ rồi, vì vậy bắt buộc phải đeo kính. Con bé chỉ mới 10 tuổi nhưng đã bị viễn thị rất là nặng rồi. Vậy? Ôi trời, sao có thể như vậy được? Hả? Trời ơi, cho Shadow, bạn đã được đeo kính rồi hả? Bạn đã hoàn toàn giống một người khác. Nhìn bạn thật thông minh và rất là trí thức luôn. Nhưng dù thế nào thì bạn cũng rất tiền. Nhưng mà mình nghe nói là thời gian đầu khi đeo kính sẽ rất khó khăn. Shadow à, bạn thật sự vẫn ổn chứ? Không ổn một chút nào. Mình cảm thấy giống như bị say sóng vậy đó. Có lẽ là mình không nên giải giờ mắt mình bị tệ khi làm bài kiểm tra thị lực của mắt. Shadow à. Nè, cho Shadow làm gì vậy hả? Đến lượt của bạn rồi kìa. Ủa? À, thì mình... Bạn nghĩ làm có được không? Shadow à. Trời ơi, mình thấy chóng mặt quá đi. Chạy như vậy thật là khó quá. Nhưng mà không sao, nó sẽ giúp cho mình có một bước tiến gần hơn tới việc trở thành hình mẫu của Đông Cha đẹp trai. Tới nước này mà con còn ăn được hả? Cả gan ghê, dám nói dối với tất cả mọi người như vậy hay sao? Con xin lỗi mẹ mà. Hãy bỏ qua cho Chadu đi mà. Em làm kiểu tóc như vậy cũng chỉ là vì hâm mộ Elvis mà thôi. Hả? Thì ra là như vậy sao? Anh đã biết chuyện này từ lâu lắm rồi. Em biết là anh thích em để tóc thẳng biết chừng nào, nhưng em lại làm như vậy. Đây là kiểu tóc rẻ tiền nhất và lâu bền nhất đó, anh có hiểu không? À, anh Đông Cha đẹp trai đang lên tivi kìa. Tôi nghe nói là anh đã thay đổi suy nghĩ về hình mẫu lý tưởng rồi phải không? À đúng vậy, hình mẫu lý tưởng mà tôi thích là một cô gái thật sự thông minh và khôn ngoan. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hãy tập trung ăn cơm đi. Ờ gì vậy? Lại nữa sao? Minchi ơi, bây giờ tụi mình tới khu vui chơi thiếu nhi chơi đi. Đơ đơ nè, có muốn đi cùng tụi mình không? Giờ mình phải đi học taekwondo rồi. Ồ, xe của lớp võ tới rồi kìa. Mai gặp nha. Xin lỗi cha đu nha, hôm nay mình có giờ học đàn piano rồi. Tạm biệt. Còn mình thì đi học ballet. Cho cha đu, bạn tự tới khu vui chơi và chơi một mình đi hát. Hài, mọi người làm sao vậy? Sơn Hua nè, bạn thì sao? Tụi mình đi chơi nha. Chào cậu chủ. Tôi tới đón cậu đến lớp học thêm toán. Hôm nay chúng ta không để có được không? Con muốn đến khu vui chơi với Shadow. Không được đâu cậu chủ, bà chủ sẽ lo lắng lắm. Shadow ơi, mình xin lỗi. Hai mấy bạn ấy thiệt là để một mình buồn chán như vậy á. Ôi, con bé này lại nghĩ ra ý tưởng gì nữa vậy? Con cũng muốn học thêm một cái gì đó. Sau khi tan học các bạn đều đi học thêm hết, không có ai ở lại chơi với con luôn.
Chính vì vậy, mẹ đã tặng cho con món quà chỉ có một trên đời thôi. Quà hả mẹ? Là người sẽ trở thành bạn suốt đời của con. Các em của con đó. Chị cho đâu ơi, chơi với em đi. Hai cái đứa này. Ủa? Sơn Hun à, tối qua em không ngủ hay sao mà bây giờ lại ngủ gật trong lớp như vậy? Dạ thưa cô, bài tập trong lớp học thêm nhiều quá. Cái gì? Không phải bài tập trên trường mà là bài tập học thêm sao? Được rồi, tiết học của chúng ta kết thúc ở đây. Còn Sơn Hun, em lên phòng giáo viên gặp cô. Dạ. Sơn Hun á, mình biết thế nào cũng vậy mà. Sao vậy? Vì mỗi ngày bạn ấy phải đi học thêm ở 3-4 chỗ lận. Hả? Học thêm 3-4 chỗ lận sao? Học bơi nè, piano nè, chơi golf nè, kiếm đạo, toán, mỹ thuật, lớp cảm nhận về sách. Còn gì nữa không ta? Còn mình chỉ có đi học thêm toán với taekwondo thôi. Mà gần đây thấy ốm quá rồi. Mình đâu có thấy bạn ốm chỗ nào đâu. Ý mình là học thêm rất giả như vậy á. Sơn Hun à, cô la bạn có nhiều không? Không có sao đâu, à, cô chỉ. À, máu mũi kìa. Đi cẩn thận nha. Hôm nay cũng phải đi học thêm sao? Phải. Hồi nãy bạn mới bị chảy máu cam mà Sơn Hun, bạn không thể xin nghỉ học một bữa hay sao hả? Chào cậu chủ. Bắt được rồi. Vậy là hôm nay Sơn Hun không cần phải đi học nữa đúng không ông? Hôm nay chúng ta sẽ đến lớp cảm nhận về sách trước. Ông ơi, con nói nè. Chuyện gì? Ông cho Sơn Hun tới khu vui chơi với con một chút thôi có được không? Bây giờ thì không được đâu. Hồi nãy ở trong lớp, Sơn Hun đã bị chảy máu mũi đó. Vì bài tập trong lớp học thêm nhiều quá, nên bạn ấy không được ngủ đủ giấc. Cái gì? Chảy máu mũi? Vậy sao nãy giờ không nói cho tôi biết chứ cậu chủ? Nếu nói với ông thì mẹ con cũng sẽ biết, con sợ mẹ lo lắng. Chính vì vậy, ông hãy cho bạn ấy đi chơi với con đi, khoảng nửa tiếng thôi. Được rồi, hai đứa chỉ chơi nửa tiếng thôi nha. Bạn đã thử nói với mẹ của bạn chưa? Mình đã thử nói rồi, nhưng mà mẹ mình nói không được. Mình với mẹ mình không có tiếng nói chung. Sao vậy? Mẹ mình nói những chuyện này đều là vì muốn tốt cho mình. Thật ra mình thấy ghen tị với bạn lắm. Đi học như vậy cũng tốt lắm mà, đâu cần phải tự chơi một mình đâu. Mình thì lại ghen tị với sự tự do của bạn. Có cách nào để đổi cho nhau không ta? Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thần thoại Jack và Roman. Các em hãy thử cảm nhận về tác phẩm này nha. Sơn Hun nè, cho thầy biết cảm nhận ban đầu của em đi. Sơn Hun à, em không sao chứ? Thưa thầy, em bị cảm nặng cho nên. Sao em không nói sớm? Được rồi, uống chút nước đi nè. Sơn Hun à, em luyện tập nhiều rồi có đúng không? Đây là cái gì chị? Hôm nay em muốn đeo mặt nạ để học sao? Nếu như đeo cái này thì em sẽ tập trung hơn đó cô. Cũng được, vậy cứ thử qua một lần ha. Sơn Hun à, hôm nay giọng của em bị làm sao vậy?
Dạ, em bị cảm. Cái gì bị cảm sao? Vậy hôm nay em nghỉ ngơi đi ha. Em không chịu đâu, em muốn ở lại tập tiếp. Dừng lại đi. Trời ơi, tao không thể nghe thấy gì hết. Cô ơi, sao cô kỳ quá vậy? Em đang cố gắng luyện giọng để cho thông họng mà. Không được, dừng lại đi. Trời ơi, tai của tôi. Danh chơi hơn. Dạ có. Chan Sun Hoon. Dạ. Sun Hoon, sao chưa gì mà em đã mang đồ bảo hộ rồi? Em muốn được đấu tới vậy sao? Hey, vì Sun Hoon đấu với Ed à thầy. Ồ, nè nè, các em không được chọc bạn như vậy, biết không? Rồi, tập trung. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Võ sinh, chuẩn bị. Bắt đầu. Dừng lại. Nè, bạn sao vậy? Đánh kiểu đó là phạm quy có biết không? Trời cha đu. Em đâu phải Sinh Huynh đâu. Nói đi, em là ai? Dạ thưa thầy, em là bạn học cùng lớp của Sơn Hôn. Ủa Shadow, bạn học xong rồi sao? Hả? Bạn chơi vui không? Vui lắm. Mặc dù chỉ có một mình nhưng mình đã chơi rất vui. Hôm nay mình thật sự không muốn đi học thêm một chút nào. Cảm ơn bạn nha Shadow. Bây giờ mình đã có thể vui vẻ đi học thêm môn toán rồi Shadow. Nhưng mà có một chút chuyện Sơn Hô nè. Ủa? Có lẽ là chúng ta gặp rắc rối rồi. Ồ. Cho dù là như vậy thì làm sao con có thể kêu bạn con đi học giùm cho con được chứ? Tại con mệt quá nên mới làm vậy thôi. Sao vậy Sơn Hôn? Sao con cứ luôn chống đối và không chịu hiểu cho mẹ? Mẹ con vậy mà, hay có bao giờ mẹ chịu hiểu cho con đâu. Cậu chủ ơi. Mình lại muốn tới đó quá đi. Thôi được rồi, mình sẽ cố gắng nói với mẹ thêm một lần nữa. Đúng là không dư khoản nào để học thêm hết. Sao tự nhiên lại phải đi học thêm chứ? Cho dù thấy các bạn được đi học thêm nên cũng muốn học. Ý của chị là Sinh Huynh đã bỏ chạy ra ngoài vào giờ này hay sao? Phải, vì vấn đề học thêm mà tôi đã nổi giận với thằng bé. Cha Đu à, con có biết Sơn Hôn có thể đi đâu không? Con không rõ nữa. Ba, có khi nào? Dạ đợi con một chút. Sơn Hôn ơi. Nurongchi à, bây giờ anh phải làm sao đây? Anh rất ghét học thêm, anh cũng ghét mẹ nữa. Vì là mèo nên em đâu cần lo lắng những chuyện đó. Anh thật sự rất ghen tị với em. Sơn Hôn ơi. Cha Đu hả? Sơn Hôn à. Mẹ ơi. Sơn Hôn ơi, mẹ xin lỗi con. Mẹ con xin lỗi, con sai rồi. Không phải đâu, thời gian qua chắc con mệt mỏi lắm. Mẹ xin lỗi con. Cha Đu nè, từ tháng sau con cũng đi học thêm đi. Mẹ con nói đúng đó. Con hãy chọn cho mình một môn mình thực sự thích, rồi ba mẹ sẽ cho con đi học. Nhưng ba mẹ có tiền không? Không có gì. Thấy Sơn Hôn như vậy con cũng không muốn đi học thêm nữa. Nè, con lại đổi ý rồi sao? Trời ơi, con thất thường quá. Hôm nay tan học có ai đi khu vui chơi với mình không? Sao vậy? Hôm nay bạn không đi học thêm hả? Đúng vậy. Mình đã bàn với mẹ sẽ chỉ chọn hai môn mình thích nhất để học thôi. Và mẹ đã đồng ý. Tất cả là nhờ bạn hết đó cha đu. Vậy nên từ giờ sau khi tan học mình đều có thể đến sân chơi. Wow, vậy thì tốt quá. Nhưng mà cũng đã tới giờ mình phải đi học thêm rồi. Bạn cũng đi học thêm sao cha đu? Bạn học môn gì vậy? Đó là một bí mật.
nãy đó. Tiết mục của lớp học thêm tổng hợp Jadu là cuộc thi 3 môn phối hợp. Chuẩn bị.